Hôm nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Đức ông Miroslav Wachowski đã đồng chủ trì cuộc họp thường niên vòng 6 nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Vatican. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, chính sách đối ngoại và tôn giáo của Việt Nam, nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Miroslav bày tỏ sự vui mừng chứng kiến sự phát triển của cộng đồng Công giáo, nhấn mạnh Giáo hoàng Francis luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam và mong muốn cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện đường hướng giáo dân tốt là công dân tốt. Ngày 17 tháng 5 tại Ninh Bình diễn ra lễ tổng kết và trao giải quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024 với chủ đề "Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh bưu chính thế giới đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa." Tại Việt Nam, đây là cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 36 được tổ chức. Cuộc thi được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3. Năm nay, ban tổ chức đã nhận được gần 1,5 triệu bức thư dự thi từ các em học sinh trong cả nước. Sau 5 vòng chấm, Ban giám khảo quốc gia đã chọn 130 bài vào vòng trung khảo. Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích, 61 giải cây bút triển vọng, 12 giải dành cho các thí sinh là người khuyết tật. Các em đạt giải nhất, nhì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo. Chiều nay tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15. Để bảo đảm công tác tuyên truyền về các dự án luật cũng như đạt hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, vị trí, vai trò quan trọng của các dự án luật đối với xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự. Bộ Công an mong muốn các cơ quan báo chí trung ương xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15 trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, đảm bảo chính xác, kịp thời, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung trao đổi, làm rõ sự cần thiết ban hành quan điểm, định hướng và những nội dung cơ bản của các chính sách, nhất là những điểm mới, sửa đổi trong các dự án luật. Sau buổi tọa đàm, Cục Truyền thông Công an Nhân dân sẽ có kế hoạch tổ chức cho phóng viên thâm nhập thực tế tại các địa bàn cơ sở để phản ánh chân thực, khách quan, sinh động công tác chiến đấu của lực lượng công an, để làm nổi bật tính cần thiết khi ban hành các dự án luật, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Hôm nay tại Hà Nội, Viện Công nghệ và Sức khỏe Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 và ra mắt dự án phát triển công nghệ tiêu dùng Heaven. Giai đoạn hậu Covid được đánh giá là giai đoạn khó khăn của nền kinh tế nói chung và khó khăn của các doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Để giải quyết cả hai bài toán, tìm kiếm đầu ra cho doanh nghiệp cũng như bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng về giá cả và chất lượng, dự án phát triển cộng đồng công nghệ tiêu dùng Heaven được ra đời. Dự án cho phép người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp hàng hóa từ nhà sản xuất đã có các giấy phép kiểm định chất lượng với mức giá cả tiết kiệm, đồng thời cho phép các doanh nghiệp, nhà sản xuất được tiếp cận và khai thác các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của công ty. Đây là hoạt động trong chuỗi các chương trình kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.